Ben. Thế chưa lần nào mình chơi. Thôi mình chơi Kitty thôi. Mình chơi Kitty rồi nhưng mà cũng à quên, chưa chứ. Nhưng mà cái này gì? Kitty là đâu đây? Dạ. Xong gì? Ok. Từ từ cho thì. Thích gà vậy nha. Ok. Có mèo đen màu nâu quá hả? Gà màu màu nâu. Wow. Kitty là đầu đàn nên mình phải chơi trước. Ui, Kitty khó quá. Dạ. Bom bom bulim. Bom bom bom. Bây giờ cái này chiêu 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 thua 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 thạp thạp. Có chơi bom bom bù rin nhưng mình chỉ biết chơi bom bom bù rin chứ. Bam pudding bam ôi ra đến được đó luôn. Bam bam pudding bam 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 pudding bam bam pudding. Ôi này nữa. Chẳng có cái nào gì cả. Tôi căng về tôi rất chơi mấy cái cây đó. Kệ luôn. Này được nha.
màu xanh chị mình thích, chứ mình không thích màu xanh lắm nhá. Nói thật. Ê, tự nhiên mình vô có mấy người vào luôn này. Hai mà. Chơi được chia thì không biết tên mấy cái nhân vật của U này. Ê, cái này dễ chứ không bằng mấy cái cây kiểu mà nhảy ra được thằng nhảy vô này. Khó cực luôn, tôi không biết chơi với cái đó. Mình có phải gen bắt cua nhiều đó đó. Mình nhớ mình chơi cái này chưa à? Chơi đoạn này rồi.
có cái khóc luôn, tôi nhảy mệt mỏi quá. Để mình luyện nhiều hơn rồi xong chơi mấy cái đó. Tôi chịu nha, tôi chịu. Chịu chua. Ê, con mèo đen dễ hơn mấy cái Kurumi Cinnamon Pom Pom Purin á. Bên này dễ hơn nên mình chơi bên này. Chị mình thì chơi cái khó cũng được nhá. Tại vì chị chơi rất rất lâu rồi nhá. Quê. Chôn thôi. Em mà rớt một cái khóc thét luôn. Ê cái này chết thật nha. Đó. Nói rồi có gì khác đâu. Trên đây có cái gì dễ một tí thôi. Tí thôi cũng được. Không có cái đó. Chắc không có cái đó là tôi chơi liền. Tôi chơi cho mê luôn. Coi luôn. Khó đến đâu tôi chấp nhận. Nhưng mà cây nó khó quá, hiểu chưa? Khó quá luôn. Lên trên đó là buồn dữ dội luôn. Ơi ôi, màu xanh bắt teo với màu hồng cute quá, đẹp nữa chứ. Ai sản xuất ra mấy bé này nhỉ? Ê bạn ơi, ăn cơm chó không vui đâu. Bắt theo.
Ê, tôi mệt thật nhé. Nói thật luôn. Đó, thấy chưa? Cái mặt ngu ghê. Giận trong cấy chết luôn. Giận trong này trong này. Gì à? Oh, cái này ngon. Bye.